Nếu mà từ tôi đi là qua đèo Bảo Lộc là nó mới xuống Chiên. Cái này nó khác ở chỗ này thôi chứ không khác cái gì hết đây nè. Cái chỗ này nè anh thấy không? Cái hai nó hai con mắt. Cái này nó có hai con nè. Còn cái này cái đèn, còn này nó có hai cái máy chụp hình luôn. Nó đẹp hơn vậy thôi. Cái nhìn nó y chang, nó cái size nó một size. Bản thân sáu mươi năm chất lượng rồi. Cái bản thân thì thêm nó như cái chức năng thôi. Chất lượng như thế cả. Nha, nó là 7 đây này này. Có này là Mỹ về. Dạ. Thì em cái ánh cái đó. Đây là Mỹ về đấy, một cái phone 6 plus, cái 7, cái này 7 thường hay là 7 plus? 7 plus nè, mà nó bằng nhau hết, nó xem sai hết. Trời ơi, nói là mình mai. Sao anh không bây giờ không ở lại ngày mai về cũng được, lâu lâu cũng có dịp đi mà, lâu lâu cũng có dịp đi chứ không? Chị về cho vui. Ủa? Sáng mai đúng rồi. Hôm qua có rồi. Dạ, nghe. Ê, bác thơm quá chín đấy. Qua đây em nghe. Vào. Cái kia nó vô này vào. Đá
Trang Vĩnh Việt. Trang Vĩnh Việt á. Là sao vậy? À, có một cái đại sĩ là Hoàng Việt. Nghe bà anh không, thì anh hỏi Dũng là gì đây? Nó có hai cơn, nó là Dũng ở trong anh Dũng đảm. Mà không, mày đã nhầm rồi, mày phải nói là tao. Tao nhà cái thì hôm nay có hai nhạc sĩ là hai ông đàn đi ra một người chết với lại ông anh đây nữa. Làm gì sẽ biết.
chúng ta phải chờ mấy giờ bỏ bỏ đây 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 lấy cái anh Trung ơi, anh Trung với là anh Thanh với chị Long thì tâm thế thì mỗi người ai mà gọi điện cho mình 15 phút cho mình 15 phút lên xe. Dạ. Lên xe gọi điện. Hiếu. Không, có nghĩa là trước khi nó vô nó đóng mình á là nó gọi điện cho mình. Rồi à, 15 phút nào vào. Rồi nó gọi. Anh đi qua đèo nó sẽ gọi điện cho em. 19 bao nhiêu lần? Không tại ông có súng. Sai nhé, không có súng là sai rồi đó. 8-90 thôi anh uống cái chai rượu này. Cái sắp ờ, gì vô? 90 ờ, đúng rồi. Cái này không xài số nữa mà xài dấu vân tay. Cũng như mình phải đem cái này đi đây. Không, phải bảo đảm nhân luôn. Không kêu lại, em dùng phú trong cả đây. Thầy xài dấu vân tay không? Hình vô đi em lộn rồi nè, trả cho nó tan tan bành đi. Ôi, em trả thù lời đi. Đó là tan bành em á. Đó là tan bành em đó. Từ từ Anh đi. 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 Anh đi.
cách nhau 50 cây. Nhưng mà đúng là cái hồi đó khi anh chạy xe từ Nha Trang về đây, thì đó anh hẹn em là anh sẽ đùa em quen đó, thì giờ quen một cảnh Lâm Giang nhưng nếu về đơn dương thì em biết về đơn dương áp rồi bên đó B R O H nó không phải là tiếng Anh chúng ta nhiều, nó là tiếng người Anh đó, bờ này B R không R nhà mình có chú rể mới mình phải làm khách luôn. Nhà ông sẽ hề sự khách chưa? Ông ngày xưa ông bà có nói câu mình rẻ là khách. Ông bà nhiều khi nói sai, đã là rẻ. Mà xưa là đều là nhà được chơi, hôm bây giờ nó làm được nhà được chơi. Thế Thảo là con trai, mình có khách này. Tập trung cho khách đi. Không có gì, cũng có lấy không có mấy hôm nay thật sự em nói đôi khi cũng mệt nhưng mà nó muốn mình thấy là em nó muốn đồng lớn đi này đó mình được cái sống này là thế là nó cảm thấy thôi đó quá tập kinh tế thôi kinh tế đó nó sẽ kinh tế thôi mua đồ ăn lấy em mình nữa chứ đâu phải là không không muốn đâu thấy em cũng quan tâm em cũng mình lắm chứ nó rẻ nó xanh nó xanh đấy mẹ gì mấy cái gì đó hay đã nhậu với em rẻ vài chục lần rồi biết rồi à dạ. Anh không biết anh như sao nhưng mà anh nghĩ là để cho chú rể tỉnh táo có sức khỏe chứ chú phải cơ bắp tôi đây chú phải cơ bắp đấy có nhân sâm có nhân sâm có nhân sâm rồi nhân sâm uống một tí sẽ liền.